Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố tấn công khủng bố Nga. Điện Kremlin tuyên bố Nga đang trong tình trạng chiến tranh. Nga lên kế hoạch huy động 300.000 binh bao vệ khắp kiếp. Liên minh NATO sẵn sàng xung đột với Nga. Houthi cam kết không tấn công tàu Nga, Trung Quốc. Hoa Kỳ ủng hộ Ấn Độ khiến Trung Quốc căm hận Quân đội Myanmar chuẩn bị nhập ngũ đợt dân sự đầu tiên. Đa số người Nhật Bản không muốn sống đến 100 tuổi. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống với Dây Tinh Hoa thứ Bảy ngày 23 tháng 3. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các tay súng mặc đồ ngụy trang đã sát hại ít nhất 62 người và làm bị thương hàng chục người khác khi chúng nổ súng vào một phòng hòa nhạc đông đúc ở ngoại ô Moscow trong một cuộc tấn công nhanh chóng bị cả thế giới lên án là một hành động khủng bố. Nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công chết người vào ngày 22 tháng 3 tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall có sức chứa 6.200 chỗ ngồi ở Krasnogorsk ở gần Moscow. Tiếng súng kéo theo nhiều vụ nổ khiến cho các tầng trên của địa điểm chìm trong biển lửa, cuối cùng khiến cho mái nhà bị sụp đổ. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy, những người tham gia buổi hòa nhạc bước vào hội trường và ngồi vào chỗ khi đại dịch xảy ra. Khi hàng loạt đạn bắn rải khắp hội trường, hàng trăm người có thể được nhìn thấy đang chạy tìm lối thoát hiểm khi những người khác tìm nơi ẩn náu trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga kể từ cuộc bao vây trường học Beslan năm 2004. Trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, nhóm này cho biết các chiến binh IS đã tấn công một cuộc tụ tập lớn ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Tuyên bố của IS cho biết những kẻ tấn công đã rút lui về căn cứ của chúng một cách an toàn. Lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành truy tìm thủ phạm. Theo một nhà báo của hãng tin RIA Novosti có mặt tại hiện trường, giữa cuộc gọi thứ hai và thứ ba, ít nhất ba người đàn ông mặc đồ ngụy trang và không đeo mặt nạ chạy qua các quầy hàng. Họ nổ súng từ vũ khí tự động và ném lựu đạn hoặc chất gây cháy. Mọi người nằm xuống sàn. Khoảng 15 đến 20 phút sau, họ bắt đầu bò ra ngoài. Các nhân viên an ninh tại đây không mang theo súng và không thể đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào. Những người khác cho biết họ nghe thấy một tiếng súng máy nổ ngắn, sau đó nhìn thấy khói và mọi người chạy ra khỏi hội trường. Một lúc sau thì đèn tắt, có người trốn trong nhà vệ sinh, có người lao tới lối ra. Tòa nhà bị phong tỏa nhưng bên trong lửa bùng cháy dữ dội ngọn lửa đã khiến một số người không thể thoát ra ngoài. Lực lượng cứu hộ sau đó đã đưa khoảng 100 người ra khỏi tầng hầm. Các bác sĩ đã sơ cứu cho họ, sau đó đưa họ đến các bệnh viện ở Moscow và các khu vực lân cận. Hiện vẫn chưa rõ số lượng nạn nhân chính xác là bao nhiêu. Theo các nhân chứng, sau vụ nổ súng đã xảy ra một vụ nổ và ngọn lửa đã nhấn chìm toàn bộ Crocus theo đúng nghĩa đen. Lính cứu hỏa không thể kịp thời cứu trợ, bên trong còn có thể có những kẻ khủng bố có vũ trang họ đã dập tắt nó từ trực thăng. Như phóng viên tờ báo Ria Novosti cho biết, các tầng trên gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Khoảng 10 giờ tối, mái nhà bắt đầu bị sập. Hiện chưa rõ bên trong có người vào thời điểm đó hay không. Những kẻ khủng bố tấn công tòa thị chính Crocus được cho là đã bỏ trốn trên một chiếc xe hơi Renault Symbol, thân màu trắng cũ với cửa sổ phía sau nhóm màu. Chính quyền Nga cho biết một cuộc điều tra khủng bố đã được bắt đầu và Tổng thống Vladimir Putin đang nhận được thông tin cập nhật liên tục. Người phát ngôn của ông, ông Dmitry Peskov, nói với các hãng thông tấn Nga. Ủy ban điều tra liên bang Nga đã công bố dữ liệu mới về số nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Krasnogorsk gần Moscow. Theo cơ quan này, cho đến nay thi thể của ít nhất 60 người đã được phát hiện và số nạn nhân có thể đang tăng lên. Tại hiện trường, người ta đã tìm thấy hàng chục vỏ đạn cũng như một số đơn vị vũ khí mà vụ nổ súng được thực hiện. Công việc đang được tiến hành để nghiên cứu các bản ghi âm từ camera quan sát. Cho đến nay, không có dữ liệu cụ thể về vũ khí được cung cấp. Bộ trưởng Y tế Mikhail Murasko cho biết 115 người đã phải nhập viện. Tòa Bạch Ốc cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia, John Kirby cho biết tại một cuộc họp báo rằng ông chỉ có thông tin sơ bộ và đang chờ làm rõ. Ông cũng nhắc lại cảnh báo từ đại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow vào hôm 8 tháng 3 về khả năng xảy ra tấn công khủng bố và khuyến cáo người Hoa Kỳ ở Nga tránh những nơi tập trung đông người. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nhấn mạnh, nếu Hoa Kỳ có dữ liệu đáng tin cậy về vụ tấn công khủng bố thì phải chuyển ngay cho Moscow. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine cho biết vào cuối ngày 22 tháng 3 rằng Kyiv không liên quan đến vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở khu vực Moscow. Ông Mykhailo Bondoliak nói rằng Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố khi nước này tiếp tục chống lại cuộc xâm lược toàn diện kéo dài 2 năm. Ukraine chắc chắn không liên quan gì đến vụ nổ súng ở tòa thị chính Crocus, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, ông nhấn mạnh. Ông Bondoliak cho biết mọi thứ trong cuộc chiến này sẽ chỉ được quyết định trên chiến trường chỉ bằng số lượng vũ khí và các quyết định quân sự chất lượng, các cuộc tấn công khủng bố không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Ông cũng chỉ ra cảnh báo công khai gần đây của các quan chức Hoa Kỳ khi đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, từ hôm 7 tháng 3, họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc và công dân Hoa Kỳ được khuyến cáo tránh các cuộc tụ tập lớn trong 48 giờ tới. Tổng cục Tình báo Trung ương của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, đây có thể là các cơ quan đặc biệt của Nga đã dàn dựng vụ việc này thành một hành động khiêu khích có chủ ý đối với chế độ của ông Putin mà các chính phủ nước ngoài đã cảnh báo. Trong chiều ngược lại trên lãnh thổ của Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp hỏa tiễn vào rạng sáng ngày 22 tháng 3. Tổng cộng có tới 151 loại vũ khí tấn công trên không đã được sử dụng. Theo đó, Nga đã sử dụng UAV Shahid, hỏa tiễn đạn đạo Iskander M, hỏa tiễn hành trình KH-101, KH-555, hỏa tiễn hành trình KH-22, hỏa tiễn đạn đạo KH-47M2 Kinzo, hỏa tiễn dẫn đường KH-59, hỏa tiễn phòng không dẫn đường S-300, S-400. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 92 mục tiêu trên không. Nga cũng tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào nhà máy thủy điện Dnipro ở Zaporizhia các cuộc tấn công cũng được thực hiện ở Kharkiv, Zaporizhia, Khmelnytsky. Chủ tịch Hội đồng Quản trị NEC Ukrainego Volodymyr Kudrytsky nhấn mạnh trên chương trình truyền hình quốc gia rằng cuộc tấn công ban đêm vào hệ thống điện Ukraine là lớn nhất từ trước đến nay. Ông nói thêm rằng Kharkiv phải chịu đựng thiệt hại nhiều nhất trong cuộc bắn phá. Thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo ủng hộ chính phủ Argumenti e người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga đang ở trong tình trạng chiến tranh với Ukraine. Moscow gọi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm tìm cách hạ thấp tác động tiêu cực của cuộc chiến tranh kéo dài 2 năm đối với đời sống dân sự ở Nga. Hàng nghìn người Nga đã phải đối mặt với việc bị truy tố theo luật kiểm duyệt thời chiến, cấm gọi cuộc xâm lược là chiến tranh ông peskov nói như sau đúng nó bắt đầu như một hoạt động quân sự đặc biệt nhưng ngay khi liên minh này hình thành khi tập thể phương tây trở thành bên tham gia đứng về phía ukraine thì nó đã trở thành một cuộc chiến đối với chúng tôi mọi người nên hiểu điều này chúng tôi sẽ huy động nội bộ của mình việc ông peskov sử dụng từ huy động theo sau tin đồn rằng nga có thể sớm triển khai đợt huy động thứ hai để tăng cường nhân lực ở tuyến đầu vì tổng thống putin đã được khích lệ bởi chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay Nhà nghiên cứu chính trị Tatiana Stanovaya mô tả bình luận của ông Peskov là ngưỡng tâm lý mà vượt quá ngưỡng đó thì cả người dân và giới tinh hoa sẽ được kêu gọi thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 3, hãng tin điều tra độc lập Vyoxka dẫn lời các nguồn tin từ Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng và chính quyền khu vực đưa tin rằng Nga đang có kế hoạch tuyển dụng 300.000 binh sĩ cho một cuộc tấn công mới nhằm chiếm giữ thành phố Kharkiv với Ukraine. Nguồn tin cho biết, Kharkiv là mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch với ý định bảo tồn thành phố. Điều đó chỉ có thể thực hiện được trong trường hợp bị bao vây. Đồng thời khẳng định rằng, Moscow đang tìm cách tránh biến Kharkiv thành Mariupol thứ hai và thể hiện rằng Nga biết cách chiến đấu một cách văn minh. Một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng đã xác nhận mục tiêu tuyển dụng 300.000 người với hãng tin Voxia và đề xuất ngày 25 tháng 3 là ngày quan trọng trong kế hoạch mà không nêu thêm chi tiết. Trước đó, tổng thống Nga Putin đã từng tuyên bố huy động một phần 300.000 quân dự bị vào tháng 9 năm 2022, khiến cho hàng nghìn người Nga phải chạy trốn khỏi đất nước và làm dấy lên một số cuộc biểu tình. Ông tuyên bố chấm dứt đợt tuyển dụng rất không được ưa chuộng một tháng sau đó, nhưng chưa chính thức đưa ra kết luận bằng văn bản, có nghĩa là Nga vẫn đang trong tình trạng huy động về mặt pháp lý. Năm nay, theo báo cáo của Vyoska, chính quyền Nga sẽ tìm cách đạt được mục tiêu của mình thông qua một loạt chiến lược tuyển dụng mà không tuyên bố chính thức về đợt huy động mới. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với Army Inform, Đô đốc Rob Power, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho biết, các nước liên minh đã chuẩn bị cho một cuộc đụng độ trực tiếp tiềm tàng với Nga. Ông tuyên bố rằng NATO thừa nhận có sự thay đổi về tình hình an ninh vào năm 2014 sau khi Nga chiếm đóng Crimea. Năm 2019, quân đồng minh bắt đầu quay trở lại an ninh tập thể bằng cách thay đổi chiến lược phòng thủ, kế hoạch tác chiến và lực lượng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ này. Tất cả chúng ta đều biết rằng thời gian là điều cốt yếu khi thiết lập lại an ninh tập thể, bởi vì kẻ thù sẽ quyết định thời điểm và địa điểm tấn công mục tiêu cũng như độ dài của cuộc chiến. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Câu trả lời là có. Nhiệm vụ chính của chúng ta là chuẩn bị, nếu điều này xảy ra hôm nay, chúng ta phải chiến đấu với những gì mình có. Đó luôn là sự kết hợp giữa việc sẵn sàng cho ngày hôm nay và cải thiện cơ hội cho tương lai. Đô đốc cũng lưu ý rằng, kể từ năm 2016, Liên minh đã mở rộng sự hiện diện ở vùng Baltic và bắt đầu một cuộc chiến toàn diện ở Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Ông cho biết thêm, chiến tranh hiện đại có những khía cạnh bổ sung, ví như không gian mạng hoặc các cuộc tấn công vào không gian, và Nga có thể sử dụng sức mạnh ở Bắc Cực, Tây Đại Tây Dương, Châu Phi, Địa Trung Hải và Biển Đen. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 3, sau cuộc thảo luận tại Oman với người đại diện ngoại giao của Nga và Trung Quốc, Mohamed Abdul Salam, trưởng đoàn đàm phán của Houthi đã đưa ra tuyên bố như sau. Houthi cam kết với Nga và Trung Quốc rằng họ sẽ bảo đảm cho tàu hàng của các quốc gia này di chuyển an toàn qua biển đỏ. Đổi lại, Nga và Trung Quốc có thể hỗ trợ chính trị cho lực lượng Houthi tại các cơ quan như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa rõ hỗ trợ mà Nga và Trung Quốc có thể cung cấp cho Houthi cụ thể như thế nào. Truyền thông đưa tin điều này có thể việc phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm vào lực lượng Houthi. Houthi là lực lượng kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ tại Yemen đã sử dụng hỏa tiễn và drone tấn công tàu hàng mà họ cho là có liên hệ với Israel. Sau khi nước này mở chiến dịch quân sự trả đũa vụ tấn công vào đầu tháng 10 năm 2023 của Hamas sau khi Mỹ và Anh Quốc tấn công một số vị trí của Houthi, họ tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào chiến hạm cùng với tàu hàng của hai quốc gia này. Tuy nhiên, đôi khi Houthi dường như xác định sai chủ sở hữu hoặc mối liên hệ của một số tàu hàng, nên điều đó có thể khiến Trung Quốc và Nga muốn lực lượng này đưa ra bảo đảm mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã tăng cường ủng hộ yêu sách của Ấn Độ đối với khu vực Arunachal Pradesh, một động thái làm gia tăng thêm mối thù biên giới giữa hai gã khổng lồ châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ. Cụ thể vào ngày 20 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là Vedon Patel cho biết như sau. Hoa Kỳ công nhận Arunachal Pradesh là lãnh thổ của Ấn Độ và chúng tôi phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương nhằm thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ bằng cách xâm nhập hoặc xâm lấn quân sự hoặc dân sự qua đường kiểm soát thực tế. Bình luận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra sau lời chỉ trích gay gắt của Trung Quốc đối với chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Narendra Modi tới Arunachal Pradesh để khánh thành đường hầm Sela ở khu vực biên giới chiến lược. Trung Quốc đã tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần của Nam Tây Tạng Bắc Kinh đã có một cuộc chiến đẫm máu với Ấn Độ vào những năm 1960 do tranh chấp khu vực này. Vào ngày 21 tháng 3, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã phản đối những bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ủng hộ Ấn Độ. Ông Lâm Kiếm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã khẳng định: Trung Quốc cực kỳ lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối điều này. Biên giới Trung Quốc và Ấn Độ chưa bao giờ được phân định. Arunachal Pradesh luôn là lãnh thổ của Trung Quốc. Vấn đề biên giới Trung Quốc và Ấn Độ là vấn đề giữa hai nước, không liên quan gì tới Hoa Kỳ. Thưa quý vị, quân đội Myanmar đã chuyển sang nhập ngũ đợt thường dân đầu tiên vào quân đội với các lá thư triệu tập được cho là đã gửi đến các ứng cử viên đủ điều kiện ở nhiều vùng khác nhau tại Myanmar. Các bức thư không có định dạng chuẩn, nhưng mỗi bức thư đều mang cùng một thông điệp, hướng dẫn người đăng ký nghĩa vụ quân sự và cảnh báo không khai báo sẽ bị truy tố. Điều này phù hợp với luật bắt buộc mới ban hành gần đây của quân đội, vốn đã gây ra hàng loạt mối lo ngại từ chảy máu chất xám đến bạo lực gia tăng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Công dân từ 18 đến 35 tuổi và trong một số trường hợp lên tới 45 tuổi đều phải phục vụ theo luật. Một người dân cho biết, ngay khi biết tên mình có trong danh sách, tôi biết mình phải di cư, nếu tôi nhập ngũ, tôi sẽ phải chịu kết cục bi thảm. Các chuyên gia an ninh đã cho rằng Việc bắt buộc nhập ngũ có thể gây ra nhiều bạo lực hơn. Hiện tại, quân đội và các đối thủ của họ đã vướng vào các cuộc xung đột đang diễn ra kể từ cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021. Trong bối cảnh trên, rất nhiều người đã muốn trốn khỏi đất nước, họ tìm mọi cách và bằng mọi phương tiện bất hợp pháp để trốn thoát và vượt biên sang các nước láng giềng như Thái Lan. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 3 nhân ngày quốc tế hạnh phúc của Liên Hợp Quốc, một khảo sát đã được Viện Nghiên cứu Trăm Tuổi Nhật Bản thực hiện cho thấy, chỉ có 28% người Nhật muốn sống đến 100 tuổi, nghĩa là có tới 72% người Nhật không muốn sống đến 100 tuổi, trái với thái độ ở các quốc gia khác. Cụ thể, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Trăm Tuổi đã khảo sát 2.800 người Nhật có độ tuổi từ 20 đến 79 tuổi, cũng như khảo sát lượng người tương tự ở một số quốc gia khác. Kết quả cho thấy, phần lớn người Nhật có thái độ tiêu cực đối với việc sống đến 100 tuổi. Họ có xu hướng lo lắng về việc trở thành gánh nặng cho gia đình, bạn bè và những bất cập trong sinh hoạt khi về già. Chỉ có 21% người Nhật được cho rằng họ sẽ hạnh phúc nếu thọ 100 tuổi. Ngược lại với thái độ của người Nhật Bản, 53% người Đức, 53% người Hàn Quốc, 59% người Thái Lan, 66% người Trung Quốc và 67% người Hoa Kỳ có mong muốn sống đến 100 tuổi. Hầu như dân của các nước khác đều mong đợi sẽ hạnh phúc nếu thọ đến mốc này. Kanako Hosomura, một người nội trợ 41 tuổi ở Yokohama cho biết, mình sẽ chỉ hạnh phúc ở tuổi 100 nếu đủ thể chất, tinh thần và có thể tự chăm sóc bản thân. Cô nói, tôi không muốn nhờ người khác làm gì cho mình, kể cả những việc đơn giản nhất, vì tôi sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương kính thưa quý vị bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng yên ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản thư sau